Bà Chính mua bán rau ở vỉa hè, ngay mặt tiền đường. Như mọi ngày, cứ tầm 6 giờ sáng là bà dọn hàng ra bán. Và ngày hôm đó, có một người khách nữ tới quầy của bà mua rau. Cô! Mua gì đó con? Rau tươi quá hả cô? Hờ, rau ngon lắm mà cô mới hái lên đó. Dạ. Rau này mình bán sao vậy cô? À, 1 ký đó con có 15 ngàn à. Dạ. Để con lựa. Ngon lắm, rau mà con mới vừa hái lên nó tươi rối luôn à. Dạ, vậy cô lấy cho con 2 bó này nha. Ừ. Bao nhiêu tiền nha cô? 15 ngàn à con. Hãy cùng nhìn những hành động bất thường của cô gái này quý vị nhé. Nếu là khách mua hàng bình thường thì không ai lại lấy hết tiền trong ví xòe ra đếm trước mặt người lạ, mà lại là tiền mệnh giá 500.000 đồng như thế này. À cô ơi, con có tiền lẻ nè, thôi cô đưa lại đi, con đưa tiền lẻ cho. Ờ, vậy con đưa tiền lẻ cô đi. Dạ. Cô ơi, con đưa cô tờ 500 ngàn mà sao cô đưa con có tờ 20 vậy? Và đây chính là câu trả lời cho hành động bất thường khi nãy. Nhưng lúc bà Chính không để ý, cô ta lấy từ trong ví ra 2 tờ 20.000 kẹp sẵn phía sau ví. Để khi bà đưa lại tờ 500.000, cô ta nhanh chóng cất 500.000 vào ví trước và đưa lại bà tờ 20.000 đã chuẩn bị sẵn. Hồi nãy cô cũng thấy rồi đó, con móc ra toàn tờ 500 không mà con đâu có tiền lẻ đâu. Chắc cô đưa lộn rồi đó, tờ tiền đó mới là của con á. Dạ, cô thối thối nhanh nhanh để con về có công chuyện đó nha cô. Dạ. Rồi, cái này con gửi cô tiền rau nha. Với thủ đoạn đánh tráo tờ tiền dạ. 500.000 thành tờ 20.000 đã thành công và qua mắt được người bán hàng. Dạ, có gì lần sau con ghé ủng hộ. Lúc đó thì tôi cũng bán tính, bán nghi. Thật sự ra tiền vốn, tiền bán, tiền chẵn, tiền lẻ tôi đều để vô trong túi hết. Mà cô thì nói tôi là đưa lộn. Cho cô là tờ 20.000, lúc đó tôi không có thể nào kiểm soát được. Với lại tôi thấy cô vừa rồi là cô xòe trong bóp ra là toàn tờ 500.000 không à. Tôi đành phải đưa cho cô lại tờ 500.000 mà nghi nghi ngờ ngờ. Và nữ quái tiếp tục sử dụng chiêu trò này để tìm kiếm một con mồi khác. Liệu lần này cô ta có dễ dàng lừa được và trốn thoát được hay không? Cùng theo dõi quý vị nhé! Dạ cô! Gì con? Cô lấy cho con 2 lốc sữa chua táo đi cô! Rồi! Ủa con nhiêu tiền đó cô? 50 đó con! Cô lấy cho con cái bánh này nha! Rồi! Ủa con 50? Dạ con gửi cô! Dạ cô tính tiền cho con! Ủa hai đứa đi chung xong đưa tiền luôn mà sao đưa hai đứa 2 tờ vậy? Dạ tụi con đi chung nhưng mà tính tiền riêng cô ơi, chứ không có dạ. Tính chung! Hai người bọn họ đi chung á, mà mỗi người trả tiền riêng, lại còn đưa tờ 500 ngàn nữa. Tôi á, thấy nghi ngờ lắm á, từ trước tới giờ á, tôi cẩn thận công việc thối tiền lắm. Khách có thối thúc như thế nào á, tôi cũng mặc kệ. Tôi cẩn thận, tôi thối cho mọi người. Thối đến người thứ hai á, thì có chuyện bất ngờ á. À cô ơi, cái gì con? Con có tiền lẻ nào thôi cô đưa lại tiền, con dạ. Đưa tiền lẻ cho. Dạ. À cô. Dạ. Con đưa cho cô tờ 500 mà sao cô đưa con tờ 20? Ủa? Cô đưa tờ 500 lại của con mà. Không, hồi nãy con đưa cô tờ 500 xong rồi cô đưa lại con tờ 20. Con tờ 20 này là con trả tiền bánh không nè. Không có, cô nói là cô đưa lại con 500 chứ không phải không? Con đưa cho cô không tờ 500. Giờ con muốn không? Cô đưa con tờ 20 nè, à. Nè, giờ con muốn gì? Nhà cô có camera đó nha. Cô mở camera cho con xem nha. Cô nói vậy sao được, cô trả lại con tờ 500 đi. Bây giờ kêu công an xuống, mở camera cùng xem nha. Không ấy là kêu công an tới, coi cùng luôn á. Không cảnh giác là gặp hai con người bảo rồi. Y như là tôi dự đoán á, hai cô này giở trò. Tôi chắc chắn á, tôi đưa tờ 500 ngàn cho cô ta vì tiền ngách. Đưa tôi cẩn thận, tôi giữ trên tay, tôi không có cho vô túi. Thấy tôi làm dữ á, đòi báo công an á, thì hai người đó liền bỏ chạy. Nếu mà lúc đó tôi không bình tĩnh trước sự thúc giục của cô ta thì chắc chắn là mất tiền, rơi vào bẫy của cô ta rồi. Quả thực là màn dàn cảnh đánh lạc hướng thật tinh vi phải không quý vị? Bọn chúng thường có từ 2 đồng bọn trở lên,
và thường phối hợp nhẹ nhàng cùng đồng bọn. Quan trọng là khả năng ứng biến, xử lý tình huống rất nhanh chóng, thành thạo, không để con mồi thoát được. Và tất nhiên, khi đối mặt với những nạn nhân có tinh thần cảnh giác cao, thận trọng và có động thái kiểm tra ngược lại các thông tin mà bọn chúng đưa ra, bọn lừa đảo sẽ tự động rút lui và một đi không trở lại. Vậy nên Trí Thuận thiết nghĩ rằng buôn bán nhỏ hay lớn gì cũng vậy, khách đông hay vắng gì cũng thế. Quý vị hãy nên tỉnh táo trước lời thúc giục giao tài sản của người khác. Và khi nhận tiền, quý vị nên cầm trên tay cho đến khi tiền được thối xong, tránh bỏ ngay vào ví tiền vì chắc chắn sẽ nhầm lẫn với tiền đã có sẵn. Thay vì phòng tránh kẻ gian thì chúng ta nên tự ý thức bảo vệ mình trước, thưa quý vị. Thưa quý vị và các bạn, khi cuộc sống tốt hơn thì nhu cầu về du lịch, nghỉ dưỡng của người dân cũng nhiều hơn. Và đi cùng với nó chính là những mô hình khách sạn, homestay và nhà nghỉ ra đời. Thế nhưng với những nơi hoạt động kinh doanh nhà nghỉ vừa và nhỏ mới đi vào hoạt động thì việc an ninh bảo vệ chưa thực sự nghiêm ngặt. Thậm chí chủ các nhà nghỉ này lại nhận khách mà bỏ qua nhiều khâu kiểm tra giấy tờ tùy thân hoặc là thông tin cá nhân. Hậu quả cho việc chủ quan thiếu cẩn trọng trong quy trình hoạt động này là cơ hội để bọn tội phạm giả danh khách du lịch thuê khách sạn rồi tiến hành trộm tài sản. Xin mời quý vị hãy cùng với Trí Thuận xem tình huống mà Truy Cảnh Giác đã tái hiện ngay sau đây. Hai vợ chồng tôi cùng nhau quản lý một khách sạn mini, tuy lượng khách không nhiều nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống. Chú ơi, chú ơi, chú nè, cho con thuê một phòng đơn đi chú. Con thuê bao nhiêu? Như dạ, con thuê 2 tiếng à. À, 2 tiếng. Vậy dạ, cho chú mượn chứng minh nhân dân đi. Ủa, mình thuê có 2 tiếng mà cũng cần chứng minh nhân dân hả chú? Cần chứ con. Tuy là khách sạn mini nhỏ nhưng mà làm cũng phải đúng luật con. Chứ dạ, để công an kiểm tra phiền phức lắm. Này chú, con gửi chú nè. Ủa mà chú ơi, bữa nay có một mình chú ở trực ở đây. Nhà chú cũng đơn chiếc con, chỉ có hai vợ chồng già làm thôi. Dạ. Mà bữa nay mà đi thành phố rồi, với lại khách sạn của chú dạng mini mà. Dạ. Cho nên cũng không có thuê bảo vệ để làm gì. Vì là một khách hàng đến thuê phòng, nhưng cô ta lại có thái độ rất kỳ lạ khi liên tục dò hỏi những thông tin nhạy cảm về khách sạn của ông Duy. Xong vậy chú? Ngày hôm đó, cô ta cùng đi vô thuê một phòng và nói với tôi rằng có một người bạn trai sắp tới. Nghe nè con, phòng 202 trên lầu của nha con. Dạ, mà chú ơi, tí xíu nữa bạn con có tới á thì chú nói bạn con lên phòng 202 giúp con nha chú. À, rồi, rồi. Dạ, chào chú. Sau khi vô được phòng, cô ta lập tức chú ý đến chiếc tivi treo tường. Thấy chiếc tivi còn tốt, cô ta liền lấy điện thoại gọi cho đồng bọn đến. Alo, anh hả? Vô đi anh, ví dụ này ngon á. Tivi hơi bị bự đó nha, 42 inch lần đó, nhanh nhanh đi. Ơi mà anh ơi, em quên nữa, phòng 202 nha anh. Một lát sau, có một người tự xưng là bạn trai cô ta rồi lên phòng, nhưng có một điều mà tôi thấy kỳ lạ là người thanh niên đó lại mang theo một chiếc tivi. Tôi có nói là để dưới lễ tân cho tôi coi, nhưng cậu ta muốn cẩn thận nên đem lên phòng, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. À, chú ơi, con cho con lên phòng 202. Cái phòng 202 con gái mới vừa thuê hả con? Dạ, bạn gái con hả chú. Mà con mang cái gì vậy? Dạ, cái này tivi con mới mua tặng gia đình bạn gái. Thôi để như này đi, chú coi cho rồi tí nữa đi xuống rồi ôm về luôn, khỏi mất ôm lên cho nó cực. Thôi được rồi chú ơi, người đầu của nó cho chắc ăn chú ơi. Còn lo xa quá. Con lên phòng hả chú?
À, con lên lầu đi, phòng 202 đó con. Với một kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước, bọn chúng đã nhanh chóng tháo chiếc tivi trên tường, rồi bỏ gọn gàng vô hộp. Dạ. Ủa? Chú, cho con trả phòng rồi chú. Trả phòng hả con? Anh đi ra ngoài lấy xe trước đi, để em trả tiền phòng. Thôi anh ra trước nha. Chúng mình của con. Dạ, để con gửi tiền cho chú. Dạ chú, con gửi tiền cho chú nè chú. Con chờ chú chút, chú lên kiểm tra phòng chứ. Trời ơi, tụi con lên có 1 tiếng đồng hồ, có gì đâu mà phải kiểm tra phòng chú. Bữa đó, vợ tôi thì đi vắng, người giúp việc cũng xin về quê, nên thành ra chỉ có một mình tôi. Vợ tôi mà chạy lên đó, thì ai dưới đây coi xe, rồi đồ đạc trong nhà nữa. Thấy bất tiện quá, nên tôi cũng cho họ đi luôn. Thì cái thói quen của chú là khách trả phòng, phải lên kiểm tra. Dạ, không có gì đâu chú. Thôi, con đi nha. Mà thôi được rồi. Một lát sau, vợ tôi về, tôi mới chạy lên phòng kiểm tra lại thì phát hiện căn phòng đó đã bị mất trộm TV. Ngay lập tức tôi coi lại camera rồi lên cơ quan công an trình báo. Thật không ngờ hai người này lại là những kẻ lừa đảo táo tợn như vậy. Đây cũng là bài học lớn cho tôi trong cách quản lý khách sạn. Anh Hiển là một chủ cửa hàng bán điện thoại và phụ kiện. Bình thường, anh hay bán trực tiếp tại cửa hàng. Tuy nhiên, để cập nhật theo xu hướng hiện nay, anh cũng mở thêm dịch vụ bán hàng online. Anh có thói quen ghi lại hết tất cả đơn hàng vào quyển sổ tay để tránh sót đơn của khách. Anh Hiển. À, em tính. Em giao hàng xong nè, anh kiểm tra đơn hàng giùm em ha. Ánh mắt của Tính lúc này đang nhìn vào thông tin giao hàng của người khách tên Lâm với giá trị đơn hàng lên đến 8 triệu đồng. Trong quyển sổ có ghi là giao trong vòng 2 ngày, cũng ở cùng khu vực mà Nhân chuẩn bị đi giao vào chiều nay. Anh Hiển cũng đã đóng gói đàng hoàng, nhưng anh Hiển lại không đá động gì đến. Là cái này là em thu cho anh là 40.000. Dạ. Rồi ok em. Ủa anh Hiển, em thấy trong sổ anh ghi á, có một cái đơn hàng giao quận Tân Bình nữa mà. Sao anh không đưa em giao luôn cho tiện? Tính là nhân viên giao hàng mà tôi mới tuyển về chỉ có 2 ngày thôi. Vì anh ta chưa có đưa cho tôi sổ yếu lý lịch hay giấy tờ công chứng gì hết. Cảnh giác nên tôi vẫn chưa dám đưa cho anh ta giao những đơn hàng mà khách yêu cầu nhận hàng rồi mới thanh toán tiền. Mà tôi chỉ đưa cho anh ta những đơn hàng á mà khách đã chuyển khoản hết, anh ta chỉ nhận tiền ship mà thôi. Cái này thì bây giờ người ta hẹn 2 ngày nữa mới giao. Bởi vậy thì thôi, bây giờ em đi giao 2 ngày trước cho anh đi, rồi 2 ngày sau người ta báo thì anh được cho em qua giao. Dạ, vậy cũng được. Anh Hiển, anh có cây kìm không? Anh cho em mượn đi, em ra em sửa cái thắng xe sau của em á. Có dưới đằng sau nhà mình nè, em xuống lấy luôn đi. Anh lấy cho em đi chứ em đâu biết chỗ đâu. Anh xuống lấy đi cho nhanh. Rồi em đợi anh chút nha. Dạ. Hành động của người nhân viên tên Tính này vô cùng khả nghi.
hắn ta cố tình giả vờ rằng xe bị hỏng để nhờ anh Hiệt đi lấy đồ. Ngay khi anh Hiển vừa đi, hắn ta liền chụp lại toàn bộ thông tin trong cuốn sổ ghi chép đơn hàng của anh Hiển. Hắn đang có âm mưu gì với thông tin vừa lấy được? Mời quý vị cùng theo dõi. Tôi có đặt mua online một điện thoại tại một cửa hàng cũng uy tín lắm. Tôi hẹn là giao hàng trong giờ hành chính, nhưng mà ngày hôm đó đó là 6 giờ tối, tôi vừa mới đi làm ra thì nhân viên giao hàng mới gọi điện cho tôi là nói anh ta đang ở gần công ty tôi, kêu tôi đợi một chút xíu rồi ảnh chạy qua ảnh giao. Thì tôi thấy cũng không có gì nên tôi ngồi lại tôi đợi ảnh. Alo. Alo, anh có phải anh Lâm đúng không ạ? Phải rồi, tôi Lâm đây. Dạ, em giao hàng bên cửa hàng của anh Hiền anh. Anh có đặt một chiếc điện thoại iPhone 6 Plus giá 8 triệu phải không anh? Bây giờ anh có ở địa chỉ 1/7 Trường Chinh không? Bây giờ em qua giao cho anh liền. Trời đất ơi, anh đã hôm qua anh đặt hàng anh nói với bên cửa hàng là giao trong giờ hành chánh mà em. Bây giờ anh mới vừa xuống ca, với lại anh có việc gấp phải đi rồi, bây giờ trễ lắm rồi. Sao dạ. Được? Dạ anh ơi, tại em đang giao hàng gần chỗ của anh á. Từ em qua anh khoảng 10 phút à. Anh ráng chờ em chút nha. Em chạy qua liền. Anh giúp em nha anh. Thôi vậy nhanh nhanh giùm anh nha, anh có việc gấp lắm đó. Dạ dạ, để em chạy qua liền. Rồi rồi rồi. Giao giờ này. Lâu thì không biết nữa. Anh, em phải giao hàng không em? Dạ, anh có phải là anh Lâm không? Phải rồi. Rồi nhanh nhanh giùm anh đi, anh đang gấp lắm. Anh cho em gửi. Thì lúc ảnh tới anh giao á, tôi cầm hàng để kiểm tra lại xem có phải là đơn hàng của tôi không. Thì khi cầm lên á thì tôi thấy nặng nặng, lắc qua lắc lại, rồi ở phía ngoài dán băng keo nhiều nên tôi cũng là biến, không có kiểm tra kỹ, chỉ sơ sơ thôi. Chứ giả lại lúc mua hàng á, người ta cũng nói là tôi có thể đổi trả lại nên tôi ý đưa tiền cho người ta, không chút nghi ngờ nào hết á. Dạ cảm ơn anh. Cho anh xin cái biên nhận luôn đi. Rồi, để em chút. Mà em ơi, cho anh hỏi nếu mà cái này, cái sản phẩm về mà không có như mình muốn á thì được quyền đổi trả lại phải không em? Dạ đúng rồi anh, nếu mà anh cứ về kiểm tra đi, có hư hại hoặc thắc mắc gì á, anh cứ liên hệ với sếp ở shop của em ha. Rồi ok. Dạ rồi anh ký biên nhận vô đây giùm em nè. Đây nè. Rồi. Rồi, anh cho em gửi. Tại sao đơn hàng chưa được giao mà khách đã nhận được? Chắc chắn đây là chiêu trò của Tín. Hắn ta đã lợi dụng số thông tin lấy được để làm đơn hàng giả nhằm lừa tiền của khách. Hắn đã rất tinh vi khi chọn thời điểm tăng ca để vị khách này không có thời gian mà kiểm tra hàng. Mọi chuyện sau đó ra sao? Mời quý vị tiếp tục theo dõi tình huống. Rồi khi đi công việc về tới nhà, tôi mới mở hàng ra thì mới phát hiện là không có cái điện thoại nào hết. Tức mình quá, tôi liền trực tiếp tới cửa hàng hỏi cho ra lẽ mới được. Cho tôi gặp chủ cửa hàng đi. Mình là chủ cửa hàng đây nè anh. Vậy là anh là người trực tiếp nhận đơn hàng của khách qua online phải không? Dạ đúng rồi anh. Anh nhìn đi. Hôm qua tôi có đặt bên trang cá nhân cửa hàng anh là một điện thoại iPhone 6 Plus. Đến khi nhân viên giao cho công ty tôi á, tới hồi tôi mở ra còn gạch đá không à. Cửa hàng lớn làm ăn gì kỳ vậy? Vậy anh cho mình xin cái thông tin của anh lại đi để mình kiểm tra lại coi. Nguyễn Văn Lâm, số điện thoại 0989. Có đơn hàng này tôi chưa cho đi giao mà. Đây đây nè, đơn hàng của anh tôi còn chưa cho giao, đừng để đây nữa mà. Chưa cho giao cái gì? Lúc nãy nhân viên của anh á giao hàng ở công ty cho tôi. Còn cái hóa đơn này nè, tôi ghi, tôi trả tiền đầy đủ, tôi ký nhận rồi mà. Coi kỹ lại đi. Cái này thật sự tôi cũng chưa biết gì hết á. Nè anh nhìn đi.
anh coi coi số điện thoại này nè, có phải nhân viên hàng bên anh hay không? Đúng rồi, đây là số giao hàng của số của bạn giao hàng bên tôi nè. Vậy thì đúng rồi, bây giờ anh nói cái gì nữa? Thôi bây giờ anh đợi chút xíu để tôi gọi cho cái bạn giao hàng bên tôi coi. Tôi liền gọi điện thoại cho Tính để hỏi rõ sự tình, thì điện thoại đã không còn liên lạc được nữa. Thuê bao quý khách vừa gọi. Sao đây? Tôi bây giờ cũng không có gọi cho bạn này được nữa. Vậy thì bây giờ sao? Bên anh mà bên tôi đặt hàng mà anh giao hàng mà bây giờ ra cái vậy là sao được? Thì cái này cũng là lỗi bên tôi không có quản lý nhân viên kỹ. Nhưng mà tôi hỏi anh này, cái lúc mà giao hàng á, anh có kiểm tra cái món hàng của bên nhân viên tôi giao không? Mà để nó như vậy anh không biết. Ban đầu tôi đặt hàng á, tôi cũng dặn bên anh rồi, giao trong giờ hành chính cho tôi. Rồi tự nhiên anh ấy giao cái lúc mà tôi tan ca tôi vừa đi về. Giờ đó trễ rồi, anh ấy còn nói điện thoại nói là kêu tôi ráng đợi chút xíu đi rồi giao hàng lại. Giờ đó tôi đang bận. Với lại tôi tin tưởng cửa hàng của anh. Đây nè, với lại anh nhìn đi, bên cửa hàng anh á giao hàng mà gói hàng á băng keo mấy lớp luôn à. Lúc đó tôi đang bận, làm sao mà tôi mở ra được. Cho nên á, anh rút kinh nghiệm đi, mai mốt anh muốn tuyển nhân viên giao hàng cho cửa hàng của anh á, anh phải nắm rõ thông tin, anh phải cẩn thận mới được chứ. Để làm ăn bậy bạ mất uy tín cửa hàng anh là sao? Cái này thì tôi cũng nhận khuyết điểm là tôi không có quản lý nhân viên kỹ lưỡng. Rồi bây giờ tính sao đây? Tiền của tôi á đã trả 8 triệu rồi mà điện thoại tôi chưa có. Anh tính làm sao với tôi đây? Thì thôi bây giờ cái lỗi này là lỗi của bên cửa hàng tôi, nhân viên của tôi làm bậy. Thì tôi chắc chắn là tôi sẽ đền cho anh lại cái giá tiền mà anh đã bỏ ra, anh bị mất. Tôi dần hiểu rõ ra mọi chuyện. Bình thường á, tôi đâu có xem camera làm gì. Nhưng đến khi có chuyện á, tôi xem lại camera thì mới thấy cảnh hắn ta chụp hình quyển sổ tay, tôi ghi lại thông tin của khách hàng. Rồi sau đó chuẩn bị sẵn gói hàng, chủ động giao hàng cho khách mà không có sự đồng ý của tôi. Hắn ta cố tình dán nhiều lớp băng keo rồi cho vào nhiều bao xốp, thì khách hàng chủ quan không mở ra kiểm tra ngay lúc đó. Giờ thì tôi phải ngậm ngùi lấy thêm hàng để đền bù lại cho khách. Và quan trọng á là làm phật lòng khách, mất uy tín đối với khách hàng mới là chuyện lớn. Đây là một bài học đắt giá cho tôi. Sau này tôi phải cẩn thận hơn trong việc quản lý thông tin đơn hàng cũng như nhân viên của cửa hàng. Bà Hoa, chủ của một đại lý lớn chuyên cung cấp đường cho các cửa hàng tạp hóa và các xưởng làm bánh kẹo trong vùng. Ngọc là một nhân viên làm thuê cho bà Hoa từ ngày mà bà bắt đầu công việc kinh doanh. Thì bữa nay chị Ninh định nói với em á, là tại vì bây giờ công việc của chị nhiều quá nên là chị định bàn giao cái sổ này lại cho em để em giúp chị một tay. Là cái sổ này là thu chi hàng hóa cho khách á. Dạ. Thì để chị chỉ cho em, để chị hướng dẫn cho em nắm cho nó rõ nha. Dạ. Nè, cái này là khi mà em đi giao hàng cho khách á, thì cái này em giao số lượng nhiêu thì em ghi vô đây cho chị. Dạ. Mà nếu người ta trả tiền đủ rồi á thì em cũng kêu người ta ký xác nhận vô đây. Dạ. Còn nếu như ai còn nợ lại bao nhiêu á thì em ghi bên đây đó, chị ghi vậy sẵn hết vậy đó, em nhìn em hiểu không? Dạ. Cái này là ví dụ như đợt một là nhiêu đây. Ừ. Rồi đợt hai nhiêu đây, rồi là đợt một xong rồi ký tên bên đây luôn. Đúng rồi. Rồi khi mà thanh toán hết á là mình ký qua bên đây xác nhận. Đúng rồi. Dạ. Còn nếu ai mà còn nợ lại á thì em ghi bên này cho chị. Dạ. Nhà đó chị ghi sẵn hết vậy đó, thì em cứ làm theo y như chị dặn vậy đó, thì về chị nhìn chị sẽ dễ kiểm tra hơn. Dạ. Em làm này được không? Dạ được. Vậy là cái sổ này là sổ thu chi rồi sổ công nợ luôn hả chị? Đúng rồi. Trời ơi, cái này là khách hàng quen của chị không á? Chị là công nợ cũng nhiều quá chị hả? Ừ, thì người nào người ta lấy số lượng nhiều quá thì người ta còn nợ ít lại thì em sẽ ghi bên đây rồi em kêu người ta ký xác nhận vô nha. Nè em coi đi, cái nào không hiểu thì hỏi chị nha, chị chỉ thêm cho. Trời ơi, công nợ nhiều ghê á, chị khách hàng cũng quá trời luôn. Dạ. Rồi thôi. Cái này để đây rồi từ từ em nghiên cứu em làm cho chị. Để giờ em xuống bếp em nấu cơm cho chị ăn ha. Cái nào không hiểu thì nhớ hỏi chị nha. Dạ. Đừng có ghi lộn mà về chị coi chị không hiểu đó. Dạ. Sau ngày mà tôi giao cuốn sổ một thời gian thì cô ta cũng đã quen với công việc rồi. Dần dần tôi để cho cô ta lo hết cái chuyện buôn bán với các mối khách quen ở trong vùng. Ai mà cần lấy hàng hay là làm cái gì cũng sẽ liên lạc trực tiếp với cô ta mà không có cần thông qua tôi nữa. Dạ 5 thùng hả chị? Rồi để chiều cho mấy nhỏ giao ha. Rồi. Chị Ngọc. Em. Dạ. Cho chị lấy tiền cưng. Rồi chị Ngọc đợi em xíu nha.
Rồi đây, 100 triệu, đúng ha. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Chị đi nha. À, ủa chị, nay không có ký giấy tờ hóa đơn gì hết hả chị? Chị quên cuốn sổ với lại mấy tờ hóa đơn rồi. Thôi em đợi chị chút xíu nha. Chị đi vòng vòng đây, chị lấy hàng rồi chị đem ký luôn nha. Không có được đâu chị, trong đó cũng cả 100 triệu lận đó chị. Trời ơi em ơi, chỗ chị qua, mẹ không tin tưởng hay sao? Làm ăn bao nhiêu lâu rồi không biết nữa. Tú là một mối khách quen của tôi. Ngày hôm đó, cô ta qua để lấy tiền hàng như là mọi khi, nhưng lại nói là quên đem theo cuốn sổ để cho Tú ký xác nhận. Bình thường thì cậu ta sẽ không có chịu đưa tiền đâu. Tại không có ký thì đâu có gì để mà làm bằng chứng mà đưa tiền. Tuy nhiên cô ta cũng là chỗ làm ăn quen, giao dịch nhiều lần rồi, cho nên khi cô ta thuyết phục thì Tú cũng tin tưởng mà giao tiền cho cô ta. À mà chị, vậy là coi như em hết nợ chị nha, em trả đủ 100 triệu rồi đó. Được rồi, vậy ha, chị đi nha. Mà chị đi á, chị nhớ đi nhanh nhanh về để cho em ký cho nó xong nha chị. Yên tâm, nhớ rồi mà. Dạ. Chỗ em biết làm ăn lâu năm mà, cứ nhắc chị hoài. Dạ, chị đi nha. Dạ. Có hàng đủ cho em chưa? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Chỗ là ăn lâu năm mà. Hàng đang qua, chút xíu tới giờ đó. Vậy chuyển khoản như mọi khi ha. À, đợt này 1 tấn 200 triệu nha em. Rồi rồi. À, em chuyển qua cho chị Ngọc. Ủa? Không phải số tài khoản của chị Hoa hả? Ừ, chị Hoa dặn vậy đó. Rồi, em chuyển cho chị đi nha. Chuyển gấp nha. À, rồi, mà nè, sao đợt này lấy nhiều hàng vậy cưng? Em mới quen được thằng em, làm bên bánh kẹo á. Gặp về kiếm chút đỉnh mà. Em ơi, dạ? Hồi nãy chị đi vội quá, chị quên cuốn sổ với lại tờ hóa đơn ở nhà rồi. Hay là đợt sau rồi chị đem sổ với hóa đơn qua cho em ký anh chị nha. Thôi, chị chạy về mang qua đây cho em ký đi. Đợt này em thanh toán là thanh toán luôn thể. Trời ơi, chị em làm ăn bao nhiêu năm rồi, chị qua chị với em mà em còn không tin tưởng chị nữa hay sao? Bây giờ chuyển khoản qua cho chị gấp đi. Rồi một lát chị tranh thủ đi mấy bạn hàng vòng vòng ở đây nè. Rồi chị đem sổ qua cho em ký. Trinh cũng là một mối làm ăn quen của tôi từ những ngày đầu mới bán hàng lần. Bữa hôm đó Ngọc qua chỗ của Trinh để giao hàng và lấy tiền, nhưng lại không có đem theo sổ cho Trinh ký. Hơn nữa Ngọc còn yêu cầu Trinh chuyển tiền vô tài khoản riêng của cô ta, chứ không có phải là tài khoản của tôi như là mọi lần. Trinh thấy làm lạ cho nên mới hỏi lại liền. Tại vì không có cuốn sổ để ký thì coi như là chưa có xác nhận hay là chưa có giao hàng gì hết á. Nhưng mà Ngọc đã thuyết phục Trinh rằng lát nữa mình sẽ quay lại rồi mang cuốn sổ cho Trinh ký. Hơn nữa do làm ăn cũng đã lâu rồi cho nên Trinh tin tưởng mà không có suy nghĩ gì nữa, đồng ý giao tiền liền. Đó rồi đó. À, nhận được rồi. Vậy thôi chị đi nha. Yên tâm đi, lát nữa vòng vòng thì chị đem lại cho em ký. Nhớ nha. Chịu ghé nha. Ừ, yên tâm đi mà, có gì đâu. Ừ, Hồng hả? Có nhà không? Qua đây chơi nè. Hôm nay tôi có đang có nhà nè. Ừ, qua liền cũng được. Ừ, tới thì gọi tôi ra tôi đón nha. Ừ. Dạ chị em mới về. Sao chị thấy trong cái sổ nợ lúc này người ta nợ nhiều quá, chị kêu em đi đòi, em đã đi đòi chưa? Dạ em có đi đòi, mà người ta ai nấy người ta hẹn là chiều tối nay mới trả chị ơi. Với lại em có chuyện này em muốn xin phép chị. Chuyện gì em? Dạ em muốn về quê khoảng 1-2 tuần á, gia đình em có công chuyện. Rồi em tranh thủ em lên lại với chị. Ủa, chuyện gì mà gấp vậy? Hôm qua tới giờ chị thấy mọi việc vẫn bình thường mà.
Dạ, hồi nãy ba em gọi điện nói mẹ em dưới quê bệnh nặng lắm, mà ở dưới không ai chăm á chị ơi, cho nên em muốn xin phép chị về dưới em chăm mẹ, sẵn em ở già vài hôm rồi vài bữa em lên với chị ha chị. Thôi vậy cũng được, vậy em lo thu xếp quần áo đi rồi đi cho nó kịp xe nha. Dạ, cảm ơn chị. Bữa hôm đó đó tôi cũng vô cùng bất ngờ khi mà cô ta nói với tôi rằng nhà có việc phải về quê ngay lập tức. Nhưng mà do cũng đã có một thời gian làm ăn với nhau lâu rồi, cho nên tôi cũng không có nghi ngờ gì mà đồng ý cho cô ta đi. Tôi còn dặn cô ta đó là nhớ sắp xếp chuyện gia đình cho ổn thỏa đó, rồi nhanh chóng lên để mà lo công việc cùng với tôi. Khi cô ta đi rồi á, tôi mới coi lại một lượt tất cả các sổ sách để mà tiếp quản công việc. Sau đó tôi mới trực tiếp liên hệ với các khách hàng mà còn thiếu tiền ở trong sổ á, để hối họ trả tiền cho sớm. Alo, em nghe này chị. À, em làm công việc bữa nay ổn không Trinh? Dạ, bữa nay tiệm em vẫn ổn. À, vậy hả? Tại vì chị thấy trong cái sổ nợ của chị em còn nợ tiền hàng nhiều quá nè. Ủa, sao kỳ vậy? Bữa hôm em lấy hàng á là em chuyển cho chị Ngọc rồi mà. Trời, trong đây chị thấy em còn ghi nợ trong đây với lại có chữ ký của em đó nè. Vậy bây giờ em rảnh không? Em chạy qua chị được không? Trời, em đang buôn bán đâu có rảnh đâu chị. Rồi, thôi được rồi, để chị qua chạy qua em liền. Dạ, dạ, dạ. Rồi em chờ chị nha, để chị vô chị lấy thằng ấy chị ra liền. Trinh, trời ơi chị, vậy là sao? Đây nè, em coi đi, cái này là cái số nợ của em còn nợ chị là 200 triệu nè, chữ ký của em luôn nè. Trời, cái này đâu phải chữ ký của em đâu, em đâu có ký cái sổ này. Sao kỳ vậy? Hồi sáng á là chị Ngọc chỉ qua đây chị giao hàng cho em, rồi chị nói là chị quên sổ, quên hóa đơn ở nhà luôn, rồi chị nói á là bữa nào á chị qua đây giao hàng á thì em ký luôn thể. Em cũng tin tưởng ai ngờ đâu vậy. Cái chữ ký này, chữ ký giả là không phải em ký. Em chuyển khoản rồi đây nè. Em cho chị coi, em có chụp hình lại. Đây, chị coi đi. Em có chụp màn hình lại đây ha. 200 triệu đã chuyển khoản rồi. Ủa, mà cái số tài khoản này đâu phải của chị. Số này của Ngọc mà. Thì em chuyển cho chị Ngọc mà. Trời ơi, sao em không chuyển qua số tài khoản chị mà em chuyển qua số Ngọc. Thì ai mà biết được, thì chị Ngọc chỉ làm cho chị, thì chị kêu em là chuyển qua số tài khoản của chị thì em chuyển thôi. Để chị gọi điện cho nó coi. Em cầm chị coi. Chị gọi có làm sao? Nó lại mới xin chị đi về quê, nó nói mẹ nó bệnh, nó xin về quê đó chứ. Không được rồi. Không được hả? Không được. Sao con nhỏ này bữa nay nó lại dám giả cái chữ ký nữa ta? Bởi vậy chị nói là khách quen của chị, hồi nào giờ chị biết bên em là không có nợ nhiều vậy. Thật ra chị thắc mắc là bữa giờ là chị đã thấy nó kỳ kỳ rồi. Chị, em thấy vậy không được rồi. Chuyện nó đã vậy rồi á, em nghĩ là chị nên đi trình báo công an đi, để cho người ta giải quyết. Lúc này tôi mới phát hiện ra được là kế hoạch tinh vi của cô ta đã chiếm đoạt tài khoản của tôi. Thực sự thì tôi buồn lắm. Tôi không có con, cho nên tôi coi cô ta như là người thân ở trong nhà vậy đó. Mà cô ta nhẫn tâm lừa tôi rồi bỏ chạy trốn như vậy. Đây là một cái bài học lớn cho tôi về cái sự tin tưởng. Ai mà ngờ đâu một người thân thiện với mình 6-7 năm lại quay ra phản bội mình như vậy. Dù có thân thiết và gần gũi đến như thế nào, quý vị cũng không nên hoàn toàn tin tưởng mà giao phó toàn bộ công việc kinh doanh, làm ăn của mình cho một người nào đó. Chúng ta nên cảnh giác, thường xuyên kiểm tra lại mọi thứ để đảm bảo không có những câu chuyện đáng tiếc xảy ra. Thì cùng lúc đó có một người phụ nữ đi tới,
giúp đỡ và dìu tôi vô quán cà phê bên đường để ngồi nghỉ. Thì đang lúc trò chuyện hỏi han thì cô ta có điện thoại. Thì qua nói chuyện thì tôi mới biết là cô ta có thuốc uống trị bệnh khớp. Đằng kia có cái ghế á con, chỗ quán á. Con ngồi nghỉ, đau quá chịu hết nổi rồi. Ráng con ráng chứ xíu nói à. Đầu cái già cái khớp nó đau vậy. Cho con ngồi đi. Cô bị sao vậy cô? Cô cũng bớt rồi, cảm ơn con nha. Cô uống nước gì luôn con kêu luôn cho. Thôi cô không có uống nữa con. Dạ. Cô nghỉ chút là cô đi, già rồi hai cái khớp mà nó đau vậy thôi rồi chút nó hết à. Dạ. Mấy người lớn tuổi hay bị gì lắm cô. Con có người cô làm trong bệnh viện á, cũng hay bị đau y chang này nè, rồi cũng hên á, gặp trúng thầy á cho nên uống thuốc hết rồi cô. Ồ vậy đó hả con? Dạ. Trời. Mà cô có hay đi bác sĩ nào chưa? Dạ ơi cô đi hoài à con, đi hết bệnh viện công, bệnh viện tư nữa đó. Nhưng mà nó không có hết. Bây giờ cô nhìn thuốc cô ngán hết sức luôn vậy đó. Bởi vì người ta hay nói là có phước lắm mới gặp thầy trị trúng bệnh đó cô. Dạ, nhiều con. Khi bác sĩ hay dữ lắm nhưng mà không có trúng bệnh không có hết nữa. Con quên. Gì vậy con? Nãy giờ á con có chai dầu nè. Con để đâu rồi ta? Cô lấy chân lên đi. Con tha cho bớt đau. Rồi cô đi về chứ trời nắng kiểu này á mà cô đi lắc nhắc vậy hồi cô say nắng cô xỉu rồi đó. Vậy đỡ đau lắm á con. Cảm ơn con nhiều nha. Con tốt bụng quá đi vậy á. Bên đây nói con làm hai bên cho hết đau con. Ôi như hình như cô nghe điện thoại con nó rung cả. Dạ dạ. Con nói chuyện đi, con nói chuyện đi. Nó sao rồi con? Cũng đỡ ghê, nó ngồi chút xíu sức cái dầu nó thấm. Con xin lỗi con nghe điện thoại chút. Nói đi con. Alo. Dạ. Dạ có khỏe không cô? Chân con hết đau chưa? Dạ. Thuốc con đưa cho cô á. Cô uống hết chưa dạ? Dạ dạ. Khi nào hết á, cô gọi cho con nha. Rồi, gọi con đi giao cho. Dạ, dạ, con chào cô nha. Ôi, ai uống thuốc gì mà hết hay gì con, bị gì con? Dạ, cái này là cô bạn của mẹ con á cô. Cũng đau khớp y như cô vậy đó. Rồi uống thuốc hết rồi con. Ôi, uống thuốc gì chỉ cho cô chứ con. Dạ, thuốc là thuốc con bán á cô. Con bán ở đâu, con làm ở đâu? Trời cô ơi, con bán cho người quen không mà cô ơi, người lạ con có bán con. Tiếp đó thì lại có thêm một người phụ nữ đi tới thì nhận cô ta là người quen và cũng nói chuyện cảm ơn vì đã bán cho cô ta thuốc cho mẹ cô uống hết bệnh. Trong lòng cũng mừng thầm. Mẹ em giờ này khỏe không? Dạ mẹ em uống xong năm cử thuốc của chị á, giờ cái chân mẹ em nó khỏe re hả chị, hay hơn đi bác sĩ nữa chị. Rồi em đừng có nói vậy, bác sĩ người ta phải giỏi rồi nhưng mà dạ. Nhiều khi cơ địa của mẹ em á hợp với thuốc của chị cho nên mới mau hết bệnh á. Chắc vậy á chị. Ủa con cô hỏi nè. Dạ. Con mua thuốc cô này hết đó hả? Dạ không có cô, mẹ của con bị đau khớp nè cô, mà nhờ uống thuốc của chị này á giờ mẹ con đi lại bình thường rồi cô. Ôi trời ơi hay quá trời. Con nói giúp giùm cô một tiếng đi con, hồi nãy giờ năn nỉ quá trời mà không có bán nữa. Trời đất ơi, sao chị không bán kỳ giả thuốc chị hay, chị bán cho cô uống hết bệnh. Trời thuốc thì hay thiệt á, nhưng mà em biết rồi đó, chị có nguyên tắc, chị đâu có bán người lạ đâu. Bán người quen mà. Có nguyên mà. Tắc gì mà kỳ vậy chị? Bán người lạ sau này phiền phức lắm em ơi. Trước lạ sao quen mà con. Ừ, thôi vậy nè, giờ chị coi như là cô này là người thân của em đi. Rồi chị bán cho người này, được chưa? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà... Nhưng với nhị gì chị, cái này á là mình làm phước mà. Coi như cô là người thân của em đi, rồi chị bán cho cô nha. Đúng rồi, trước lạ sao quen mà con. Cô biết không, thuốc này á là dược thảo sơn trên núi á. Một năm á, nó phát triển có một lần thôi rồi người ta mới chặt ra làm thuốc. Nó hiếm vậy lắm cô, đâu phải bán tràn lan ngoài đường đâu. Cô muốn mua nhiều cũng không có nữa cô. Tôi đâu có biết, hai đứa đó là đồng bọn, kẻ tung người hứng. Nói lên để cho tôi tin là thuốc đó là thuốc quý để trị được bệnh khớp. Cô nói cho con nghe là tiền bạc không thành vấn đề với cô, miễn cô sao cô hết bệnh được rồi. Nó đắt dữ lắm đó cô, chứ nó cũng hiếm nữa cho nên con cũng ít có khi nào mà con có nhiều hàng chị, lắm. Chị bán cho cô đi, cô uống thuốc của cô này là hay lắm á. Ồ vậy, cảm ơn con nhiều vậy nha. Dạ, con đi. Qua đây gặp lại nha. Dạ, chào con. Trời ơi, con ngại dữ lắm, con nói thiệt cô luôn, cô bán người quen không mà thấy cô thiệt tình quá thôi. Con có đem hũ giao cho người ta nè, khách quen á. Rồi con đưa cho cô nè. Rồi con, cô nói nghe nè, bao nhiêu cũng được nó. Con cứ nói đi.
nó là tới 640 một hũ nữa cô, mà dưới cũng ít hàng lắm. Con chỉ có con hũ con đem định giao cho người quen đó cô. Không có sao, con cứ đưa đi, miễn con hết bệnh là con mừng rồi. Con thấy cô nói quá coi. Thôi con cũng đưa cho cô, con giao cái khác cho người ta. Nó cũng cảm hiếm ơn đó, con nhiều nha. Con nó không phải là hàng tràn lan, nhiều khi mà cô đặt hàng nhiều con cũng không có nữa. Vậy hả? Nói chung là thân tình lắm con mới gửi đó cô. Tôi cũng mong muốn cho bệnh tôi có nó khỏe hơn. Ừ, thì mua được thuốc quý vậy thì trong lòng cũng vui rồi. Mèn ơi, hôm nay là hên lắm á. Đi chợ mua cái quạt cô mới năng tiền theo nhiều vậy đó chứ dễ gì nè. Thấy cô cũng thiệt tình với con đưa cho nó thiệt cô luôn á. Bây giờ á, thôi giờ cô cứ uống đi nghe. Chừng nào mà cô hết đau cũng uống thêm á, cô cứ gọi cho con. 640 ha con. Dạ. Rồi, cô đưa đây. Dạ. Rồi. Đủ ha con. Dạ. 640. Con cảm ơn con. Dạ, cái này có số điện thoại của con nè. Cảm ơn con nhiều nha. Con đi trước con nha. Con tốt bụng quá. Dạ, dạ. Con tốt bụng quá đi. Dạ. Con đi nha con. À, con đi. Rồi, mình sẽ hết bệnh. Con muốn uống rồi. Thưa quý vị, theo dõi ở những đoạn đầu, chúng ta thấy cô gái ăn mặc lịch sự kia nói mình đang công tác tại bệnh viện và có bán thuốc chữa được bệnh đau khớp. Rồi người phụ nữ trung niên nhận là khách quen, rất đon đả khẳng định cô gái bán thuốc trị được bệnh. Thế nên nạn nhân là người vốn mang tâm lý nôn nóng chữa khỏi bệnh nên dễ dàng tin, nhất là khi có người bảo chứng cho việc đã dùng thuốc và thuốc rất tốt nên lại càng tin hơn. Thế nhưng, liệu lòng tin ấy có đặt đúng chỗ? Những thang thuốc mà nạn nhân mua là thuốc chất lượng hay chỉ là hàng dỏm? Hãy theo dõi tiếp tình huống tái hiện nha. Hên quá đi, hôm nay lại gặp cái thuốc này tốt nè. Có thể là mình hết bị đau cái chân. Về khoe con gái mới được. Mẹ. Ủa? Con mới về. Con gái mới đi làm về hả? Con, mẹ khoe nè. Hồi nãy mẹ đi chợ đó, giữa chừng mẹ đau chân quá. Cái may thay ha, mẹ gặp cái cô đó tốt bụng á con. Cô đỡ mẹ ngồi xuống. Cái cô bán cho mẹ cái thuốc này nè con. Trời ơi, nghe nó hay lắm. 5 ngày là hết bệnh à. Làm gì có chuyện mà uống thuốc 5 ngày hết bệnh hả mẹ? Coi chừng thuốc giả đó. Mà cô đó mời mẹ mua đúng không? Trời ơi, đời nào con nói mời. Mẹ năn nỉ dữ lắm cũng mới bán đó. Mà có cái cô kia nè, cô nói uống mấy ngày hết nha. Mà con biết rồi hả, cô phải nói vô năn nỉ mẹ mới mua được đó, chứ con nói gì. Thuốc tốt. Thuốc thần dược con hái tự trên núi về ta bào chế lại đó. Uống là trị đau khớp mau hết bệnh lắm á con. Để con kiểm tra coi, có đúng như thần dược thì mẹ con nói kiểm tra hay đi. Không? Đến khi con gái tôi về, đem ra kiểm tra thì mới biết cái hũ thuốc đó là những viên kẹo, chứ không có thuốc quý gì cả. Mẹ ơi, thuốc tốt gì mà thuốc tốt, thần dược gì mà thần dược. Cái này giống như là kẹo rồi nó tán thành bột vậy đó. Trời ơi, thần dược gì mà thần dược, thuốc gì mà thuốc. Mẹ bị người ta gạt rồi. Sao cổ nói với mẹ là tốt mà. Cái này á, báo chí người ta nói đăng đầy luôn. Bây giờ thuốc giả nhiều lắm mẹ ơi, người ta đi gạt mẹ đó. Trời ơi, vậy mẹ mua trên 600 ngàn luôn đó con. Sao mà nó dàn cảnh hay quá. Hai người nói luôn á con. Sao mà lúc đó mẹ nghe, sao mẹ mới tin. Mẹ bệnh á, thì mẹ phải tới bác sĩ để khám, rồi người ta kê toa cho mẹ uống. Chứ mẹ đừng có mua những cái thuốc ở ngoài chợ không có nhãn hiệu, không nguồn gốc rõ ràng, chỉ ghi là thuốc đặc trị xương khớp gia truyền, ghi chung chung như vậy không à. Ai ghi không được mẹ, ai cũng bán thuốc được hết á. Mẹ may á là mẹ chưa có uống, rồi cái bệnh thấp khớp của mẹ nữa ha. Lỡ mẹ uống vô rồi cái bệnh này chưa trị xong, rồi nó sinh ra cái bệnh khác, rồi tiền mất tật mang, rồi con mất luôn mẹ thì làm sao? Thôi mẹ biết mẹ sai rồi. Mà con thấy không, mấy lần mà con dắt mẹ đi khám á, nó có hết đâu nè. Cho nên là mẹ nghe người ta nói là mẹ tin liền. Mẹ có tuổi rồi. Với lại cái bệnh thấp khớp của mẹ không phải ngày một ngày hai mà hết được. Phải có thời gian nữa mẹ à. Thôi bây giờ mẹ vô mẹ thay đồ, con chở mẹ đi gặp bác sĩ khám nha. Để ăn cơm rồi mới đi chứ con. Nha. Dạ. Con giục cái này nha. Bỏ đi con.
con gái mẹ nói mẹ không tin, mẹ tin đâu không à? Mẹ sợ rồi. Qua sự việc trên á, tôi nghĩ nếu như có bệnh thì cứ đến bác sĩ khám bệnh và mua thuốc theo toa hướng dẫn. Chứ đừng có giống như tôi mà mua nhầm thuốc dởm thuốc giả, uống không hết bệnh, mất tiền. Mà tiền mất thì lại tật mang. Cùng thời điểm đó, bà An sáng nào cũng đi dạo quanh các quán cà phê hay khu dân cư để mời chào vé số. Mấy cậu mua giùm mà vé tờ cho sớm. Cậu ơi, mua giùm bà tờ vé số. Không mua đâu bà ơi. Đi hết một lượt quán cà phê, chỉ nhận được những cái lắc đầu phủi tay. Bà An buồn bã rời khỏi quán và tiếp tục đi về phía khu dân cư, nằm ở mặt tiền đường. Thì hai đối tượng này bắt đầu chạy tới tiếp cận. Chào bà. Ơi. Có số đẹp không cô? À có là con. Dạ. Cho con một giấy giò đây con. Dạ, vé số đó hả? Em coi số đẹp của hộ cô ơi. Dạ. Thấy có khách hỏi mua vé số, bà An nhiệt tình đưa cả xấp vé số mới cho người phụ nữ đó chọn mua. Mặc dù vậy, bà vẫn cảnh giác. Khi nói chuyện với người thanh niên, bà vẫn cảnh giác nhìn theo xấp vé số của mình. Thế nên, người nữ vẫn chưa có cơ hội thực hiện mưu đồ của mình. Cô có 75 không? Tại hôm qua nó là con ngủ, con nằm thấy nguyên một con dê già luôn. Chiều nay chắc chắn nó sẽ ra 75. À, đây nè, để con mua nhiều nữa nha. Hiểu ý nên người thanh niên kéo bà An vào câu chuyện của mình để cho đồng bọn hành động. Cô ta nhanh tay chia xấp vé số ra làm đôi rồi cho vào túi xách. Thôi, con gửi cô nè. Để con ủng hộ cô hai tờ nha. Anh trả tiền giùm em đi. Đây, con gửi cô 20 ha. Tụi nó lựa cho đã rồi mua thì chỉ có hai tờ vé số thôi. Mà còn chạy rất là nhanh nữa. Tôi cũng nghi lắm. Tôi cầm lại cái xấp vé số thì thấy nó mỏng đi nhiều. Tôi lật đật chi hô lên ngay. Thì có một người thanh niên ngồi trong quán uống cà phê, nhiệt tình đuổi theo. À, cướp! Nó lấy vé số của cô kìa. Lấy nhiều tờ cô? Mất bao nhiêu tờ với cô? Hơn nửa cọc của cô luôn nè. Nhưng chỉ được một lát sau thì cậu ấy quay lại, nói là không có đuổi theo kịp, nhiều ngã ba quá, không biết tụi nó quẹo đi chỗ nào. Thiệt đúng là gian manh hết sức mà. Một ngày tụi tôi cực khổ dãi nắng dầm mưa, bán lời lớn đâu có được bao nhiêu. Vậy mà cũng nỡ lòng nào đi gạt mấy đồng tiền ít ỏi của tôi. Tôi được người dân ở đó giúp đưa lên cơ quan công an trình báo thì mới biết là bọn chúng nó đã thực hiện nhiều phi vụ rồi. Tụi nó cứ canh những người già cả, chậm chạp bán vé số dạo mà ra ngoài lừa đảo cướp tài sản. Thưa quý vị, tuy số tiền mỗi lần lừa chỉ từ 200 tới 300 ngàn đồng, nhưng với thủ đoạn này, mỗi ngày các đối tượng lừa được khá nhiều nạn nhân thì số tiền không hề nhỏ. Điều gây bức xúc phẫn nộ chính là các nạn nhân mà bọn chúng nhắm tới đa phần là những người bán vé số đã lớn tuổi, mắt kém và cử chỉ chậm chạp. Chị Thuận cũng từng chia sẻ kẻ gian không từ bất cứ thủ đoạn nào để lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho bạn được. Vì vậy, đừng vội vàng cả tin ngay lời nói nhẹ nhàng, mật ngọt của người lạ để tránh sập bẫy. Tình huống này cũng là lời nhắc nhở đến những người hàng ngày đang hành nghề bán vé số cần cẩn trọng và đề phòng hơn. Thưa quý vị, bệnh viện là nơi vốn rất đông người qua lại. Ở đó, bên cạnh những người thực sự tử tế biết giúp đỡ những đồng hương, đồng cảnh ngộ, thì cũng có không ít kẻ gian thường xuyên lùi tới để thực hiện hành vi lừa đảo, trộm cắp. Cụ thể, với tình huống phát sóng tiếp theo của ngày hôm nay, Chí Thuận xin gửi đến quý vị và các bạn một chiêu trò lừa đảo lấy tài sản. Cách thức mà kẻ gian sử dụng tuy không còn mới mẻ nữa,
nhưng vẫn dễ dàng chiếm trọn niềm tin và lấy tài sản của nạn nhân một cách nhanh chóng. Trí Thuận xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện để vạch trần thủ đoạn của bọn tội phạm, cũng như có kinh nghiệm cảnh giác hơn quý vị nhé. Thưa quý vị, đến với tình huống phát sóng tiếp theo của ngày hôm nay, câu chuyện được diễn ra tại một cửa hàng thời trang không quá lớn. Khi biết được không thể tái sử dụng những chiêu trò cũ như là sẽ tới lừa đảo, cướp tài sản như trước đây, bọn lừa đảo đã nhanh chóng nghĩ ra mánh khóe táo tợn khác hòng chiếm đoạt bằng được tài sản của nạn nhân. Vậy, chiêu trò của bọn chúng là gì? Cùng xem thủ đoạn đó được diễn ra như thế nào quý vị nhé. Cô ta làm việc ở shop quần áo của tôi được 2 ngày. Cô ta làm việc siêng năng chịu khó lắm. Khách tới thì cũng đon đã chào, khách không đồng ý mua thì cũng nhiệt tình tư vấn mẫu khác. Doanh thu cửa hàng tôi 2 ngày đó cũng tăng lên một phần, vào cũng mùa khá vắng khách như vậy nè. Ta thấy cái màu nó vô. Mà không biết con vừa không? Chị vô thử đi. Thì đó, giờ em thấy là được rồi. Cái này bao nhiêu tiền cái vậy con? Cái đầm này 300 á cô. Có bớt không? Dạ giá này á là tụi con bớt rồi đó. À vậy hả? Vậy thôi vậy cô vô thử coi, nếu mà vừa thì cô ra trả tiền. Dạ vậy cô thử. Rồi cảm ơn ca. Em đẹp không? Đẹp không? Dạ đẹp. Chị qua đây có nhiều mẫu hợp với tuổi chị lắm á. Cái ren này sao nó có cái gì nè em? Hay chị lấy cái này nè. Cái này cũng đẹp nè, dễ thương lắm á. Thôi chị thích cái này hơn à. Dạ. Cái này nó ren ren trên này kỳ quá. Chị thấy cái ren này đẹp nè, ren này con ơi, dạ xịn. Dạ. Trời ơi, quá đẹp luôn, vừa khích luôn. Dạ có cái này cho cô. Vậy cô lấy cái này ha. Ừ, cô lấy cái đó về. Dạ rồi. Để chị vô thử nha. Dạ chị vô thử đi chị. Vừa đẹp quá. Để con vô con gói rồi con đem tiền thói ra cho cô luôn nha. À, rồi. Dạ. Rồi. Để cô lựa thêm coi. Cái công nhận á, thấy nó bắn đầm đẹp quá. Chị vừa không? Em vẫn vừa ấy luôn chị. Dạ hả? Không cần chỉnh sửa gì luôn. Ờ, ở đây phải nói là may đồ rất là đẹp, lên đồ đẹp quá. Để em lựa thêm cái nào cô cũng cô mừng. Ơi hả? Dạ đồ của cô với lại tiền thói, cảm ơn cô ạ. À rồi. Chị thử cái này được không chị? Ừ, vừa ấy luôn. Dạ. Vậy chị lấy cái này luôn nha. Anh như dạ 200. 200. Dạ. Bớt không? Dạ em bớt rồi đó. Lấy đi, đẹp mà. Thôi, lấy đi ha. Thôi được, lấy đi. Trời ơi, cái đó tao cũng thấy đẹp đó. Ừ, thôi, lấy đi. Gói đi. Dạ. Để em gói cho chị. 200 rẻ không? Được, trời ơi, đây bán sắc nó mai rất là sắc sảo. Trời nhìn đẹp quá trời luôn. Nhìn hay ghê luôn á. Nè, đẹp ghê. Cái này cũng đẹp quá trời nè chị. Ờ, hay quá, cái màu nó nhu quá. Chị, áo của chị nè. Chị cho em xin 200 tiền áo nha. Đây, 200. Đẹp, bữa nay cô ơi, bữa nay tôi cô ghé nữa. Đẹp quá, đồ đẹp quá. Cảm ơn cô với chị nha. Có gì ghé ủng hộ sớm em nha. Chị nào có đồ mới, chị ghé lại coi ha. Dạ. Thôi tôi về nha. Dạ. Chào em. Chào chị. Chị. Tiền hàng nè chị. Chị có chuẩn bị cơm ở dưới rồi đó. Em đi xuống dưới lấy lên đây hai chị em mình ăn luôn ha. Dạ. Giờ để em xíu em xuống lấy cơm nha. Đi đi. Chị, có cơm rồi nè chị. Ừ. Mời chị ăn cơm. Ngồi ăn cơm với cô ta, tôi nói luôn về cửa hàng làm việc như thế nào, khi nào khách đông, khách vắng, quy tắc cửa hàng như thế nào, mỗi ngày đều phải kiểm kê hàng quá, kiểu mẫu nào mà khách ít mua thì tôi sẽ khuyến mãi giảm giá hay tặng kèm để tránh hàng tồn. Vì thường xuyên xem tin tức cảnh giác trên báo đài nên tôi cũng cảnh giác, không dám chỉ có một người trong coi tiệm. Nè, bữa tối á, nhiều khi á mình bán trễ á rồi đóng cửa, có thể là em sẽ phải ngủ lại đây. Cho nên là em phải cung cấp giấy tờ cho chị, để có gì chị nộp ở trên phường nữa. Dạ. Đúng không? Vậy để thư thả vài bữa chị cho em về quê nha, em làm giấy tờ. Ừ. Thì nhưng mà em muốn mai mốt muốn nghỉ là phải báo trước chị một ngày nha. Dạ. Để chị sắp xếp người. Chứ hả, dạo này á lừa đảo với lại giật chọc nhiều lắm. Dạ. Nếu mà em nghĩ á thì chị sẽ sắp xếp người nhà chị ra để canh phụ. Tại vì tiệm mình lúc nào cũng phải có hai người hết á. Dạ. Chứ một người không ổn. Dạ ha. Em biết rồi. Ăn cơm đi. Dạ.
đồ của chị nè, điện thoại của em nè. Rồi em tiễn khách đi, rồi xong rồi đóng cửa luôn nha. Dạ. Tôi có thói quen á là không mang tiền bán hàng, tiền trả tiền hàng về nhà, vì khu nhà tôi ở cũng khá vắng người, mang theo nhiều tiền á thì sợ cướp giật, cho nên tôi thường xuyên bỏ lại cửa hàng, khóa tủ lại để thì sẽ an toàn hơn. Cô ta vừa tính đóng cửa lại thì có người thanh niên tới, anh ta nói là mới chạy xe ôm về, nói là tới để mua quà sinh nhật cho bạn gái, năn nỉ tôi bán cho ông ta. Nãy giờ anh ham của khách á nên anh trễ hay trễ á, bây giờ anh muốn mua bộ đồ để mai tặng sinh nhật cho bạn gái anh đó, em giúp anh nha, anh lợi nhanh lắm chứ bây giờ em ơi cũng đóng cửa rồi, cho khách vô đi. Dạ dạ, mời anh vô ạ. Mời anh vô ạ. Cảm ơn em nha em. À, người yêu anh thích kiểu quần áo nào để em tư vấn cho. Để anh xem coi. Bạn gái anh thích đầm hơn. Em hay là em thử giùm anh cái này đi. Cái bạn gái anh cái tạng người cũng như em vậy đó. Nếu mà em mặc vừa là bạn anh mặc vừa á. Vậy để em vô thử cho hả? Ừ. Thử giùm anh nha, nhanh nha. Dạ. Em. Nhanh nha. Tôi cứ lo tính toán sổ sách nên có để ý tới hai người đó đâu. Vừa nghe tiếng bước chân chạy tới, chưa kịp phản ứng á thì hắn ta đã xịt hơi cay vào mặt tôi. Thật không ngờ bọn chúng lại gian manh như vậy. Từ lúc vào đây xin việc á đã là chiêu trò của cô ta rồi, cố tình không đưa cho tôi giấy tờ tùy thân, làm việc thì siêng năng chịu khó để lấy lòng tin của tôi, cũng do tôi sơ suất thả tình không chịu nhận hồ sơ giấy tờ công chứng rồi để cho vào làm thì đâu có cớ sự này đâu. Quý khán cũng mong rằng quý vị và các bạn hãy thật cảnh giác trong việc tuyển dụng nhân viên, nên yêu cầu họ cung cấp giấy tờ tùy thân có công chứng tại địa phương rồi hãy nhận vào làm. Đừng để việc mất mát tài sản xảy ra rồi chúng ta mới hối tiếc thì cũng đã quá muộn. Tôi với thằng bạn chơi thân với nhau lâu như vậy nên má tôi cũng coi như người trong gia đình. Biết bạn sống độc thân có một mình, thành ra cứ mỗi cuối tuần là mẹ con tôi mời bạn qua nhà mình chơi, ăn uống. Trong lúc tôi đã mở một cửa hàng quần áo thì bạn vẫn chưa có công việc ổn định, vẫn chạy việc này làm việc kia chỉ đủ nuôi sống bản thân. Dạ. Cô cũng mới qua chơi. À mới qua hả con? Sao qua sớm vậy? Thì nhà không làm gì, tao qua chơi, qua thăm cô được hả? Ủa bộ mày tính qua nhà tao ăn chực hay gì? Cái con nhỏ ăn nói kỳ vậy. Tao cũng tính nói điều đó luôn á. Ai kêu cô nó đồ ăn ngon chi. Ê, có gì ăn không? Nó bụng quá à. Ăn đi con. Dạ, cảm ơn cô. Nếu có gì ăn không? Có mì tôm á. Để cô xuống nấu bưng cho hai đứa ăn. Dạ. Nha. Ủa sao giờ này mày chưa đi ra ngoài tiệm nữa? 5 giờ tao mới ra lận mày ơi. Ủa làm gì tới 5 giờ mới ra, rồi tiệm ngoài ai coi? Sáng tiệm tao cũng vắng khách lắm, tao để cho nhân viên canh. Chiều tối khách đông tao mới ra lận. À, làm bà chủ sướng rồi. Chứ làm sao? Có mì chưa mẹ? Đây. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn nè. Vậy. Thôi mượn đi. Ủa mày cũng chưa ăn luôn hả? Chưa. Ủa cô, sao ngồi ăn tụi con cho vui? Con sáng rồi. Nhỏ này dậy trễ giờ nó mới ăn đó. Dạ. Nè thôi hai đứa ngồi để ăn đi, cô vô cho soạn đồ trong nhà nha. Mẹ. Ủa? Sẵn soạn đồ, cất giùm con này luôn nha. Cảm ơn mẹ. Ăn đi mày, nhìn gì? Ủa, mà mẹ mày soạn đồ ở đâu vậy? Mẹ tao đi về quê, chắc cả tuần nó mới lên á. Mà mày có muốn ăn mực hay là gì không? Tao kêu mẹ tao mang lên cho. Mày biết tánh tao mà, mua gì ăn đó à? Ừ, thì để tao kêu mẹ tao mua cho mày. À. Ăn đi. Mày đúng là bạn tốt của tao luôn á. Qua hôm sau á thì bạn tôi rủ tôi đi uống cà phê, nhưng bạn nói là qua chở tôi đi luôn, vì không có bận việc gì á nên tôi cũng đồng ý đi cùng bạn. Vừa tới nơi á, ngồi nói chuyện được 20 phút á thì bạn tôi sực nhớ là đã để quên điện thoại. Ê, hey. Dạo này mày xin được việc làm mới chưa vậy?
Có rồi, tao phỏng vấn rồi. Giờ chỉ cần người ta điện thoại là thôi, là tao vô làm việc liền. Vậy tao cũng chúc mừng mày á. Chỗ này làm ngon lắm á mày. Giờ chỉ cần người ta điện thoại. Đi đâu vậy? Ê! Thằng quỷ này. Mày có giữ cái điện thoại của tao không? Tiệm gì vậy cha? Mày có giữ điện thoại của tao không? Ai biết điện thoại mày để đâu? Tao để ngoài cốp xe tao kiếm cũng không có nữa. Ủa tao nhớ là tao đi tao có mang theo mà ta. Hay là nãy mày qua mày chở tao rồi mày giục luôn trên bàn nhà tao rồi? À đúng rồi, hồi nãy lúc mà tao ngồi đó tao có lấy điện thoại ra tao bấm. Chắc để nhà mày rồi đó. Đúng là khi mà bạn qua đón tôi đi cà phê, tôi có thấy bạn ngồi chơi điện thoại, nhưng có để quên điện thoại lại ở nhà tôi hay không thì tôi không có chắc. Lúc đó bạn tôi kêu tôi là đưa chìa khóa để về nhà lấy điện thoại. Thấy bạn điệu bộ rất là sốt ruột, vì bạn nói là sợ người ta gọi điện kêu đi làm mà không bắt máy thì mất việc. Bạn còn kêu tôi là ngồi lại quán để giữ chỗ, bạn về một mình rồi quay trở lại nói chuyện tiếp. Vì là bạn thân hồi giờ nên tôi không có chút cảnh giác, đồng ý đưa chìa khóa nhà cho bạn. Nè, chị này chìa khóa cửa nhà tao đó. Phải không à? Vô bỏ cửa đi, có gì gọi cho tao. Mệt quá, đi liền đi. Điện thoại nằm trong nhà gọi đầu tao á. Thằng khùng. Ngồi chờ bạn ở quán cà phê khá lâu, tôi cũng hơi lo lắng bất an chút. Tuy nhiên khi thấy bạn quay trở lại cùng với điện thoại thì tôi nhẹ cả người. Còn trách mình vì đã có chút nghi ngờ bạn nữa chứ. Chính xác luôn á. Có điện thoại luôn, hơi không mất. Hay quá ha. Trả chìa khóa đây. Nè. Thôi mà mày gắn vô giùm tao luôn đi. Không làm được gì hết chứ. Để tao. Trả đây, nè. Lợi dụng sự tin tưởng của người bạn thân với mình, tên lừa đảo đã đạt được mục đích. Hắn giả vờ bỏ quên điện thoại rồi mượn chìa khóa chạy về nhà lấy. Thực chất là để mang đi làm thêm một chìa khóa phụ. Vì thường xuyên ra vào nhà của nạn nhân, thông thuộc địa hình trong căn nhà cũng như giờ giấc sinh hoạt của chị, hắn ta dùng chìa khóa phụ để đột nhập vào nhà trộm tài sản. Hắn đã lên kế hoạch sẽ trộm cắp nhiều lần, mỗi lần chỉ lấy một phần tài sản để tránh bị phát giác. Vì lần đầu hắn ta chỉ lấy một ít nên chị Mận vẫn chưa phát hiện ra. Nên ngày hôm sau, hắn tiếp tục đến lúc chị không có nhà, trộm một phần tài sản và tư trang để tiêu xài cá nhân.
Cuối tuần á, đi sinh nhật nhỏ bạn, tôi lấy trang sức ra đeo á, thì tá hỏa khi thấy vàng bạc không còn. Thực ra á, tôi cũng có để ý thấy tiền bị mất ít ít, nhưng nghĩ là mẹ lấy hay tôi lấy mua gì đó mà quên, nên cũng chủ quan không truy cứu. Giờ thì thấy mất nhiều và mất liên tục, mất cả nữ trang vàng bạc, nên mới hoảng sợ thật sự định đi trình báo công an. Nhưng vì phần đầu óc chưa có đủ bình tĩnh, phần á, vì bạn thân khuyên là không nên đi báo công an. Alo. Alo, ông Hoàng hả? Trang sức của tôi tự nhiên đâu mất hết tiêu rồi. Cái gì? Trang sức gì? Trang sức của tôi cất trong tủ nè, sao tự nhiên nay mất tiêu rồi nhưng mà không có dấu hiệu cài cửa hết á. Sạch sẽ lắm. Giờ tôi phải biết làm gì giờ? Chắc tôi đi báo công an quá à. Ê, ê, ê. Bậy. Trang sức ở để trong nhà bà tự nhiên mất, mà bây giờ bà nói là không có dấu hiệu gì hết. Bà báo công an á, rồi lên chảnh bà khai từ bậy từ bà, rồi không, nó không lấy thông tin được luôn á. Bây giờ tôi đói quá, giờ tôi phải làm sao? Bà cứ bình tĩnh lại, hiểu không? Để ngày mai đi. Bây giờ tôi đang bàn công chuyện. Ngày mai đi rồi có gì á, tôi qua tôi chở bà lên công an nha. Dù gì có tôi bà cũng an tâm. Ừ, vậy ngày mai ông qua sớm chở tôi lên báo công an nha. Ừ. Rồi vậy nha. An tâm nha các bạn. Rồi. Qua hôm sau á, bạn gọi điện thoại cho tôi, hẹn tôi ra quán cà phê đã hẹn hôm trước. Bạn nói tôi tới trước chờ đi, bạn bàn với tôi một số chuyện rồi mới cùng nhau đi báo công an. Đợi tôi lát đi, tôi đang mắc công chuyện. Có 10 phút nữa là xong rồi, đợi nghe. Ông nhanh nha, tôi sốt ruột lắm rồi đó. Ừ. Ở quán cà phê chờ lâu quá, gọi điện thoại thì bạn khóa máy, tôi đành đi về nhà một mình. Vừa dừng xe trước cửa nhà thì tôi gặp cô hàng xóm, cô ấy la tôi một trận. Ủa Mận, uống cà phê về rồi hả con? Ủa, sao cô biết con đi uống cà phê? Cô mới gặp Hoàng đây nè, cách đây 1 tiếng nó nói là con đang uống cà phê ngoài quán đó, rồi con quên đồ kêu nó về lấy đó. Ủa ai đứng trước nhà Mận vậy? Ủa Hoàng hả? Dạ. Mận không có nhà con? Dạ không có, nó đi uống cà phê với con á cô. Mà trời nắng quá nó làm biến về nhà lấy đồ, nó kêu con về nhà lấy giùm. Dạ con gái mà. Xả nắng lắm. Cô ở gần đây cô coi trình nhà giùm nó nha cô. Rồi. Dạ con đi ạ. Ủa con đâu có giao chìa khóa cho ai đâu cô. Ơi. Trời cô ơi, mất hết đồ nhà con rồi. Cái gì vậy? Tôi không ngờ người mà mình xem là bạn lại đối xử với mình như vậy. Giờ ngồi nghĩ lại thì thấy bạn đã để ý tài sản của tôi lâu rồi, nhưng mà chưa có cơ hội thực hiện thôi, nên lợi dụng lúc mẹ tôi đi về quê thì mới lên kế hoạch lừa tôi mà. Ủa, mà mẹ mày soạn đồ đi đâu vậy? Mẹ tao đi về quê, chắc cả tuần nữa mới lên á. Từ việc cố tình để quên điện thoại, rồi mượn chìa khóa nhà của tôi, sau đó thì bạn làm một gì dự phòng, rồi trả lại tôi chìa khóa để lấy lòng tin. Cũng tại tôi chủ quan tin tưởng người bạn thân quá mức để xảy ra cớ sự đáng tiếc như vậy.